Tại hội nghị thượng đỉnh hòa bình Cairo do Ai Cập đăng cai tổ chức vào ngày 20 tháng 10 nhằm thảo luận các thách thức giảm leo thang xung đột giữa phong trào Hamas và Israel, cũng như ngăn chặn nguy cơ xung đột lan rộng ra toàn khu vực. Các nhà lãnh đạo Ả Rập đã tập trung vào sự cần thiết phải chấm dứt căng thẳng ở giải Gaza và các bên trở lại bàn đàm phán. Theo báo Akram, sự khác biệt về quan điểm giữa các phái đoàn Ả Rập và phái đoàn châu Âu đã cản trở quá trình ra tuyên bố chung của hội nghị. Akram dẫn nguồn tin cho hay. Tuyên bố chung vẫn chưa được đưa ra vì các nhà lãnh đạo châu Âu yêu cầu lên án lực lượng Hamas và công nhận quyền tự vệ của Israel. Người phát ngôn của Tổng thống Ai cập, ông Ahmed Fahmy, nói rằng hội nghị đã đạt được một mục tiêu là tăng trưởng sự hiểu biết giữa các nước tham dự. Theo đó, đại diện các quốc gia tham dự hội nghị đều có chung quan điểm về nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm cả nhu cầu cung cấp viện trợ nhân đạo cho Gaza. Tuy nhiên, hội nghị đã không thống nhất được về mức độ lên án và lời kêu gọi ngừng bắn.